cấp bậc số 1, họ đang cô đơn một mình, tức là không ở trong một mối quan hệ nào cả. Và họ không mong muốn tìm kiếm một mối quan hệ khác. Họ không mong muốn, ví dụ như là có một số người đã ly thân, ly dị, và họ không mong muốn tìm một cái người nửa còn lại nữa. Họ không mong muốn tìm cái người tiếp theo nữa. Đấy. Họ có thể là căm thù một cái nửa còn lại. Ví dụ có rất nhiều chị em phụ nữ khi mà ly dị chồng xong ấy thì là căm thù đàn ông. Đấy, bởi vì họ gặp một cái người chồng mà không tốt, là vũ phu, là ngoại tình, là có những cái câu nói gây tổn thương cho họ, cho nên họ căm thù đàn ông. Tức là sau khi mà họ lấy chồng xong là họ sợ đàn ông luôn, họ nghĩ rằng tất cả đàn ông đều xấu giống như nhau, cho nên họ tốt nhất là ở mình, chẳng ở với ai cả. Đấy, và họ nghĩ rằng điều đấy là đúng đắn. Đấy, họ hoặc là chỉ đơn giản là mình không ghét tất cả đàn ông, chỉ đơn giản là mình không sẵn sàng để đón nhận một mối quan hệ mới. Đấy, thì đây là cái người ở cấp độ số 1.